Shopmobilevietnam.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào bạn, ngày hôm nay một thiên thần rực rỡ nhiều màu sắc như con chim công xuất hiện trên kênh Nico Mobile Mô Việt, trang phục Nauriel tinh vân sứ ra mắt trong vòng quay sư tử thay thế cho vòng quay kho báu các bạn ơi, với khuôn mặt xinh đẹp và hiệu ứng vũ trụ khi kế hoạch chiều cuối lên đó, như kiểu chúng ta đang ở giữa vũ trụ và bay lượn anh em ơi, cuối lên lê là lê là lê là lê là lê là lê luôn, chạy đi đâu bạn ơi. Ê, một phát tốc biến, thêm một phát tốc biến nữa thì bạn chạy đi đâu hả? Đối đầu với Aleto, cái kèo này cũng hơi bị căng đấy anh em ơi. Từ nay anh em chơi Nauriel mà gặp Aleto là kiểu gì các bạn cũng tắt điện, và tìm thế nào để không tắt điện thì cùng xem Mô Việt quẩy Nauriel tinh vân sứ nha. Có vẻ là team bạn không cho mình lết đây. Em từ nãy giờ là hơi ban căng rồi đấy, đặc biệt là bạn Kera. Nhưng mà với giá ngon, phong cách chuyên sứ thần thánh, sức mạnh từ vũ trụ thì Nauriel khỏe hơn, cộng với có cái vương miện mới đẹp lung linh hơn, đôi cánh thì lại nhiều màu sắc rực rỡ, ánh sáng cực quang siêu ấn tượng thì thực sự thì bạn Aleto tuổi gì sánh vai đúng không? Thường là anh em có một cái thói quen là khi mua việc gáy thì lên bản số, thì bây giờ gáy một chút xíu thì cũng chưa lên bản đâu anh em ơi. Ok, đối đầu Aleto hơi căng đấy. Mà đánh khá là thấp thì mình cũng đánh khá thấp thôi. Aleto cần đồ anh em ơi, cần đồ thì mới quẩy được. Uầy, các bạn đập như khỉ ơi. Tóm sấp mặt luôn. Ấy, hay quá. Chạy đi đâu hả Aleto? Cứ Aleto mà đập anh em ơi. Rồi sau đó thì bay quanh cái bụi cỏ này, bay sang tường. Đó, mình sẽ bay kiểu bay sang tường. Đấy. Ôi anh gấu ơi, em sai rồi. Mày quá, tí thì sấp mặt với Elsu nhưng mình vẫn lé được skill. À không, mà thấy bắn hụt. Cố lên nào các bạn ơi, bây giờ mình đã bị out trận chiến rồi. Farm cái đá rồi biến về nha. Đây là một trong những trang phục hữu hạn trong sự kiện. Và nếu anh em nào yêu thích Nauriel thì có thể là mua nha. Nhưng mà chúng ta phải quay đều những vòng quay sư tử. Thường những vòng quay thì các bạn biết rồi đấy, chúng ta thử cái độ hên xui. Anh em mà hên thì tốn ít, anh em nào không hên, tức là xui đấy, thì các bạn sẽ tốn cực kỳ nhiều nha. Trang phục này mình kết cái hiệu ứng kỹ năng này và cái ngoại hình này anh em ơi. Nói chung là đẹp rực rỡ, chứ không phải là trắng mịn như cái trang phục Thánh Quang Sứ. Tuyệt sắc nó phải nhiều màu sắc đúng không anh em ơi? Quay lên. Mình xin double kill. Mình xin triple kill. What a... triple thôi. Nói chung là như vậy là thơm rồi. Có màu xanh, màu đỏ đấy chứ. Để đối đầu với Aleto, các bạn không nên bay quá sớm, nghĩa là bạn không quẩy sớm, các bạn cứ đưa mặt cho Aleto tóm chiều cuối. Đó, các bạn ấy là người đến sau. Người đến sau luôn là nhân vật chính. Nhưng mà trong tình yêu người đến sau lại khác. Nhưng mà trong những pha combat, người đến sau lại có lợi nha. Bạn có thể vét màng, các bạn có thể tung skill, các bạn bay thoải mái mà không hề bị khống chế. Đó là cái lợi của người đến sau khi chơi Nauriel. Impatient like young gods.
HB hay quá bạn ơi. Rồi. tóm nhầm thanh niên, tóm nhầm ơi. Được hồi máu, được búp giáp ảo từ bạn Pena khá là nhiều chứ không phải đấy sắp mắt rồi. Người chết thay chính là Kê Đà. À, rất muốn bắt mình nhưng rất tiếc bạn tuổi gì sánh bạn. À, hi hi. Hiện tại chơi NaODL thì mình build theo kiểu đồ mới rồi, không chơi kiểu đồ cũ đâu anh em ơi. À, lên cái nhẫn băng đấy. Ừ, sẽ đánh cực kỳ sướng luôn anh em ơi. Mình xin cái bồi xanh nha. Và khi cái nhẫn này, nhẫn băng được thay đổi thì nó sẽ càng phù hợp với NaODL hơn. Nhẫn băng sẽ có giáp. Đó, anh em ơi. Nhẫn băng Skadi sẽ có giáp. Chứ không phải có máu da như hiện tại đâu. Có giáp nha, hơn 200 giáp. Một chiêu. Rất là tuyệt vời và rất là phù hợp với chất tướng của NaODL. Nhưng mà chúng ta đợi thay đổi anh em ơi. Ít nhất là đến tầm hai mấy tháng 3 ấy. Có phiên bản mới. Mình quẩy. Mình né. Ôi sao đông vậy. Mình né. Không ai dí mình thì mình. Mình dí bạn. Kê Đà trong tường. Kê Đà lên bản lấy số. Trận đấu này có rất nhiều tướng bị cấm của đội hình team bạn nha. Ừ, đó chính là Pena, Kê Đà và Letter. Mình cực kỳ khỏe. Ê, không thấy đấy. Vào đây bạn ơi. Đó, thanh niên không dám vào khi mình bật chiêu cuối. Rất nhiều hành tinh xung quanh hẳn một cái giải ngân hà luôn. Nói chung là cực kỳ huyền ảo. Hư ảo anh em ơi. Quẩy lên. Rồi, lên luôn. Thôi, té luôn. Ôi trời ơi, cái gì vậy, 5 người. thôi, về anh em ơi. Hỏng rồi. Chạy thôi. Câu kéo cho bạn Violet về trụ chứ cái pha đấy là không cân team được nha. Trận đấu này mình rất là khó cân team khi lên bảng có sát thủ Kê Đà, có Alistar, Su bắn từ xa, Pena bơm máu. Về Violet rồi, Violet về đi bạn ơi. Cũng càng phết anh em ơi, làm thế nào mà không bị dính chiều cuối của Aether mình mới được quẩy. Ủa tìm bạn hack map à? Hack map đâu có hack map. Sẽ làm là như vậy hả Aether ơi? Thì điên lao lên thật chưa một vào trong bụi có mấy người điền. Và cái kết lên bản đối số, giết Alter là kiểu gì cũng thơm. Dễ đánh cực kỳ các bạn ơi. Khi đánh NaODL nếu các bạn có thể sử dụng bảng ngọc hồi chiêu nha. Bằng ngọc hồi chiêu thì các bạn nhớ là mắc chiêu 2, bằng ngọc hồi chiêu 10%. Bằng ngọc dùng như sau. Nhưng mà từ đá, mình ăn mạng cái đá. Gấu này. Pela, gấu chưa chết à? Ơi có tới tưởng từ gấu chết rồi, không lướt chiêu 2 lên, phỉ quá anh em ơi. Ngắm này. Thì ngắm mình không biết là phía sau là có bàn Pena. Quá hay rồi. Ngọc đỏ các bạn sẽ sử dụng bảng ngọc công phép hoặc là công phép xuyên giáp phép đều ok cả. Bảng ngọc tím các bạn sử dụng bảng ngọc máu đa hồi máu và tốc chạy nha. Bảng ngọc lục các bạn sử dụng bảng ngọc là máu tối đa giảm thời gian hồi chiêu hoặc là cái bảng ngọc là giảm thời gian hồi chiêu 1%, hoặc là bằng cái bảng ngọc là công phép giảm thời gian hồi chiêu. Nói chung là ở cái ngọc tốc lục là các bạn dùng ngọc hồi chiêu là ok rồi. Cố gắng làm sao 40% hồi chiêu càng sớm càng tốt để mình quẩy sướng nha. 40% hồi chiêu có mana bùa xanh này. Mình không có team đâu.
Mình không có tim đâu. Đây đây, mình đánh nè. Đợi thanh niên thần tóm ba đùm, phổ thân ba đùm, tạo cơ hội cho mình quẩy các bạn ơi. Đó, không phát nào bị tóm. Không phải bạn Adapter đang đang thấp mà chuyên tóm tanker đâu, mà là bạn đấy nhìn thấy mình xinh quá. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhiều màu sắc rực rỡ, xinh gọi là lóe mắt bạn Adapter luôn. Đấy, thành ra là team bạn. Ê, em sai. Ui. Một phát là hơn 8k máu là tí sắp mặt. Ok, và video clip mô Việt trời náo đeo tình vân xử để đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.